tụi mình đã quay trở lại với video tóm tắt cốt truyện mới nhất trên Megame rồi đây. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video thì trên kênh Megame của tụi mình có rất là nhiều video về phân tích cốt truyện nè, tóc phát siêu lầy nè và tất tần tật mọi thông tin về game từ Liên Minh Huyền Thoại, giải VCS, game PS4 các thứ. Để không bỏ lỡ qua bất kỳ một video nào thì các bạn hãy nhớ nhấn subscribe bên dưới cho tụi mình nha. Tụi mình hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn. Trong video lần này tụi mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một tựa game cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó chính là The Last of Us. We won't get another shot at this. I want Joel to watch over her. Được ra mắt lần đầu vào năm 2013 trên hệ máy PS3, The Last of Us đã bán được hơn 20 triệu bản và càn quét gần như mọi giải thưởng danh giá của làng game lúc bấy giờ. Thậm chí, nhiều tạp chí game còn mệnh danh The Last of Us là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Với hai nhân vật chính là Joel và Ellie, The Last of Us đưa người chơi vào một thế giới điêu tàn, nơi nền văn minh nhân loại đã bị quét sạch bởi một cơn đại dịch zombie. Tuy nhiên, trong suốt cuộc hành trình sinh tồn, tựa game chỉ cung cấp thông tin khá là mù mờ về trận đại dịch, khiến người chơi không khỏi thắc mắc. Thế nên trong video này, chúng ta sẽ không nói về cốt truyện, mà sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơn đại dịch zombie trong game. Bọn mình sẽ giải thích nguồn gốc, cách dịch bệnh lan truyền và từng giai đoạn của quá trình lây nhiễm. Nào, mình cũng bắt đầu thôi. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9, 2013. Với ca nhiễm bệnh đầu tiên được ghi nhận là ở nước Mỹ, chính phủ Mỹ thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh và chỉ trong vòng vài tháng, 60% dân số thế giới đã bị lây nhiễm. Xã hội loài người nhanh chóng sụp đổ, những ai còn sống bị gom về những khu cách ly và sống dưới thiết quân luật hà khắc của quân đội và chính phủ. Tổ chức Y tế Thế giới gọi đây là đại dịch nấm ký sinh não. Dịch bệnh này có nguồn gốc từ một loại nấm ký sinh ở côn trùng. Tuy nhiên, chúng đã đột biến và lây trực tiếp sang con người. Được biết, nơi bắt nguồn của chủng nấm ký sinh này là từng các nông trại ở Nam Mỹ. Một khi bị lây nhiễm, bào tử nấm sẽ tấn công thẳng vào não của nạn nhân, dùng mô não làm chất dinh dưỡng và giết chết tế bào não. Vật chủ sẽ dần mất đi ý thức và trở nên điên loạn. Giờ đây, vật chủ sẽ chỉ còn một bản năng duy nhất là tìm mọi cách để lây nhiễm cho đối tượng khác, thường là qua vết cắn. Sau cùng, nấm ký sinh sẽ giết luôn vật chủ, mọc bung bét hết ra bên ngoài cơ thể để phát tán bào tử ký sinh ra ngoài không khí. Trong game, bạn sẽ gặp 4 loại zombie, tương ứng với 4 giai đoạn của quá trình lây nhiễm là Runner, Stalker, Clicker và cuối cùng là Blotter. Runner là bước đầu tiên của quá trình lây nhiễm. Chỉ cần phơi nhiễm nấm ký sinh não trong vòng 1 đến 2 ngày, nạn nhân sẽ trở thành Runner với những biểu hiện như là điên loạn và tấn công người khác. Ngoài ra, Runner có thị giác rất hạn chế vì nấm ký sinh mọc kín trên mắt. Tuy nhiên, chúng rất nhạy cảm với âm thanh do thính giác được tăng cường. Runner thường chỉ tấn công nếu con mồi đứng quá gần. Stalker là giai đoạn tiếp theo. Runner sẽ trở thành Stalker sau một tuần lễ. Lúc này nấm ký sinh đã mọc che gần hết mặt, chỉ trừ lại mỗi một con mắt. Loại này không lao tới con mồi mà sẽ tìm chỗ ẩn nấp, sau đó bất thình lình cả một bè lao ra tấn công, áp đảo đối phương bằng số lượng. Sau một năm, Stalker sẽ phát triển sang giai đoạn lây nhiễm thứ ba là Clicker. Nấm ký sinh lúc này đã phát triển khắp cơ thể và bao lấy toàn bộ gương mặt, khiến Clicker bị mù hoàn toàn. Để săn mồi, Clicker phát triển một giác quan khác là đường vị sóng âm giống loài dơi. Đó là lý do vì sao chúng hay phát ra tiếng click click. Clicker cực kỳ nguy hiểm và hung hãn. Phát hiện ra con mồi là lao tới xé xác ngay tức khắc. Nấm ký sinh cũng tăng cường sức mạnh cơ bắp cho Clicker, nên một khi đã bị tóm thì khó mà thoát chết. Blotter, giai đoạn lây nhiễm cuối cùng và cũng là nguy hiểm nhất. Loại này cực hiếm vì phải mất 10 đến 15 năm, Clicker mới phát triển thành Blotter được. Blotter được nấm ký sinh bao quanh khắp cơ thể, tạo thành một lớp giáp nên chúng cực kỳ trâu bò. Chúng có thể tan được nhiều phát súng shotgun liên tiếp mà không hề nhiễm gì. Không những thế, Blotter còn phóng ra các túi độc. Khi chạm mục tiêu, chúng sẽ phát nổ và tạo ra một đám mây độc làm nghẹt thở con mồi. Với thân hình to xác, Blotter rất khỏe, chỉ với tay không, chúng có thể bóp nát cơ thể nạn nhân. Giai đoạn cuối cùng của quá trình lây nhiễm là sinh sản. Khi sắp chết,
vật chủ sẽ tìm một nơi tối tăm ẩm thấp để trút hơi thở cuối cùng. Dù vật chủ đã chết, nhưng nấm ký sinh vẫn tiếp tục phát triển. Một bung bét ra ngoài cái xác của vật chủ để phát tán bào tử nấm ra ngoài không khí. Bất kỳ ai xui xẻo hít phải sẽ lập tức nhiễm bệnh và tiếp tục vòng tuần hoàn kinh khủng này. Và đó cũng là tất cả những thông tin mà các bạn cần biết về đại dịch nấm zombie trong The Last of Us. Với The Last of Us phần 2 sắp được ra mắt vào năm 2020, thì hy vọng là chúng ta sẽ được biết thêm nhiều thông tin hơn về trận đại dịch nấm này, cũng như là sẽ được đối đầu với những con zombie mới ghê gớm hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.